Rồi Bonsai Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay Bonsai Kim Sơn thân mời nhà mình ghé giao lưu một số cây cảnh cây bonsai về mình trang trí sân vườn luôn. Thì mỗi cây bên nhà vườn đều có báo mã số hết, mã số nào đã giao lưu bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn nha. Còn mã số nào chưa, nhà mình xem ưng ý thì liên hệ số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi, cây đầu tiên của tập này có mã số là 416. 416 là một phôi cẩm thị lùng lực luôn nha. Thân cốt đặc luôn, lùng lực. Đế nở vuốt ngọn luôn nha, đế nè. Đế rất đẹp, đế trải. Cây này rất là vip nha. Cây này tương lai hơi bị ok luôn. Này, đế nè, cốt nè, lùng lực luôn. Thì mấy cái này á, về mình sẽ bo lại. Mình bo lại một ít nữa thôi. Đây, mấy cái này mình bo lại là ok luôn nha. Bo lại thì nó sẽ có cái độ mốt cho những cái thằng này. Đó. Rồi cây này có hoành là hoành gốc là 92 cho 90 đi. Cây cao là 50. 50 tới sắp xỉ mấy cái đầu này luôn nha. Cây này có cái bệ đế là 53. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 3.500k bao ship luôn nha. Cây rất là đã luôn. Lùng lực. Rất là lực cây. Cây này về mình đánh nó na ná như cây bài vậy là ok. Một là như cây bài, hai là mình sẽ đánh theo form thiên nhiên, mình cứ xỏ lên, mình cứ xỏ lên là ok. Cây này rất là đã luôn, rất là tiềm năng. Mình thích cái cây này ở cái mốt đầu, mốt đầu đó, rất là lực cây. Cây này mà làm ra cây là hơi bị vip nha. Phôi như thế này mà 3.500k bao ship thì cũng tương đối khá là mềm. Nếu mà chưa giao lưu được, mình sẽ lên chậu mình nuôi thành phẩm luôn. Nuôi thành phẩm thì cỡ 5 năm. 5 năm thì nó tăng lên cỡ tầm hai mấy 30 củ là ok. ba nghìn năm trăm k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 417. 417 là một cây cẩm thị cốt lùng lực đế nở luôn nha. Cây này hơi bị mót đầu luôn. Cây này thì về mình lấy đục á, mình phế mấy cái này lại, phế mấy này lại thì nó sẽ tạo cái độ mót đầu nha. Đó. Cây này có hoành là 72, cây cao là 45. Bệ rễ là 48. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 3.000k bao xíu luôn nha. Cây này thì nó hơi nhỏ hơn cây này chút xíu, nhưng mà cặp này nó cũng gần tương đồng nha. Nếu mà ai lấy luôn cặp thì sưu tầm luôn cặp luôn. Đó, cây này là 416. Cây này là 417. Cây này 3.000. Cây này 3.500. Đó, nếu mà lấy luôn cặp luôn nha. Còn không thì mình sưu tầm mỗi cây lẻ cũng được. Cây này là thân cốt đạt hết luôn nha. Cây này thân đạt hết luôn, không có hóc lũa luôn nha. Rất là đã. 3.000k bao ship. Mấy cây này mình lên mấy cái chậu tròn mà cạn á, mình nuôi. Mình nuôi thì mình cho nó rộng lên tí xíu, còn mình khi mà thành phẩm rồi thì mình lên chậu cạn thì khá là đẹp. Đế nè, đế rất là lực đế luôn nha. Mình vô tình sưu tầm được hai cái phôi này, mình rất là ưng cái bụng nha. ba nghìn k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua phôi này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 418. 418 là một cây cẩm thị gần thành phẩm rồi nha. Cái này về mình làm thêm cỡ 30% nữa là ok. Cây cốt rất là già, lũa thép âm thân luôn. Cây này có hoành là 56, cây cao 45, đang nằm chậu men, men xanh. 41 nhân cho 26 lọt lòng nha.
Cây này nhà vườn xin giao lưu là 2200k bao ship luôn. Cây khá là già đẹp. 2200k bao ship luôn nha. Cây rất là đẹp. Cốt đến nở buốt ngọn luôn. Luôn chậu nha cả nhà. Mặt lũ rất là đẹp. Chậu cũng khá là ok luôn nha. Chậu khá đẹp. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 419. 419 là một cây sơn liễu tán thiên nhiên thành phẩm rồi nha. Cây này đang nằm chậu men xanh bát tiên luôn nha. 2, 4, 6, 8. Chậu men xanh. Cây này có hoành 10, cây cao là 45. Đang nằm chậu men xanh bát tràng, lọt lòng là 26. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 900k bao ship luôn chậu nha cả nhà. Cái này về mình chỉ trưng bày nữa là ok thôi, mình chỉ tỉa tán sơ sơ là ok thôi nha. Sơn liễu tán thiên nhiên. Tay cành rất là già luôn. 900k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 420. 420 là một cây cẩm thị một cốt thiên nhiên luôn nha. Cây này đang nằm chậu đất nung, có đường kính là 25, lọt lòng. Hoành thân là 20, cây cao là 46. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 750k bao ship luôn nha. 750k bao ship. Nhỏ mà có vỏ luôn. Cái này về mình làm form rất là đẹp nha. 750k bao ship luôn chậu. Này về mình làm thêm nữa là ok luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Rồi cái này cũng đã kết thúc lô. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình cứ liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành luôn.